Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam và Phương TV. Và mình là Trần Thảo. Hôm nay topic mà Thảo mang lại cho mọi người đó là về những chai nước hoa mang nốt hương hoa nhài. Nhưng mà thú thật là bình thường Thảo không có thích nốt hương hoa nhài đâu mọi người, bởi vì Thảo cảm thấy nó khá là nồng và nó khiến Thảo cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên ở ba mùi hương mà Thảo đem đến cho các bạn lần này là đã thay đổi cũng như là chứng minh được tuy là mình không thích nốt hương hoa nhài nhưng mình vẫn có thể sử dụng được những chai nước hoa mang nốt hương hoa nhài. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những nốt hương đó nhé. Chai nước hoa đầu tiên Thảo muốn chia sẻ đến cho các bạn có tên là Jasmine de Pace, đến từ nhà Paris Montel Carlo, được ra mắt vào năm 2019. Và em này là một mùi hương unisex. Thảo nhớ có một lần Thảo Hào đã từng đặt tên cho chai nước hoa này một cái tên rất là mỹ miều, đó là mùi hương nước hoa niche nhưng mà mang giá designer, nghe rất là xịn sò đúng không mọi người. Và thật sự là Thảo rất là thích những chai nước hoa mà mang thiết kế có cái thân dẹt và nó dài như thế này, bởi vì Thảo cảm giác là mình rất là dễ dàng sử dụng, cầm nó rất là thuận tay nha. Và ở mùi hương á, thì ngay tuần đầu tiên là đã xuất hiện nốt hương hoa nhài như là tên gọi là Jasmine de Pace luôn mọi người. Tuy nhiên nốt hương hoa nhài sẽ không có cô độc một mình trong cái suốt cuộc hành trình này đâu, mà ở ngay tuần hương thứ hai là bắt đầu xuất hiện sự kết hợp của hoa cúc vạn thọ và đinh hương. Thì nhờ hai cái nốt hương này cộng với nốt hương của hoa nhài thì đã tạo nên một mùi hương ở tầng hương thứ hai này. Thảo cảm giác nó mềm mại và nó dễ chịu hơn so với tầng hương đầu tiên. Và cuối cùng là sự xuất hiện của xạ hương, thì Thảo cảm giác như là xạ hương ở cái tầng hương cuối cùng này mang một cái nhiệm vụ là giúp duy trì và tạo cảm giác miên man. Và đây là một nốt hương có thể kéo dài trên da của các bạn đến tận những giây phút cuối cùng luôn. Thì Jasmine de Pace này Thảo sử dụng trên da của mình có thể lưu hương trên 6 tiếng. Và đặc biệt là mùi hương này có thể sử dụng cả sáng và tối, và các bạn vẫn thích hợp để mà sử dụng cho mùa hè và thu luôn nha. Nhưng thật sự nếu mà tâm sự thật á, thì theo cảm nhận cá nhân của Thảo thì đây là không phải một mùi hương mà gu của Thảo, bởi vì Thảo cảm giác em này vẫn mang một nốt hương hoa nhài khá là đặc trưng và nó hơi khó chịu, nồng một xíu. Tuy nhiên Thảo thấy ở cửa hàng rất là nhiều khách hàng đã lựa chọn và yêu thích mùi hương này, thì cho nên mới nói là nhiều khi mình không thích nhưng mà người ta thích, đúng không? Thì vì vậy khi mà các bạn mua một chai nước hoa nào đó thì Thảo vẫn ưu tiên về cái việc vẫn khuyến khích các bạn là mình nên ngửi mùi trước, sau đó mình hãy lựa chọn để mà mua nha. Chai nước hoa thứ hai Thảo chia sẻ đến cho mọi người là Thảo nghĩ rất là nhiều bạn biết luôn rồi, quá quen mặt. Thì em này có tên là Gucci Bloom của nhà Gucci, được ra mắt vào năm 2017. Thì vì là nốt hương hoa nhài cho nên Thảo mới đem em này lên nha. Bởi vì em này Thảo cảm thấy là mình không cần phải review hay nhắc đến gì nữa, bởi vì nhiều bạn xài lắm luôn, rất là nhiều bạn thích. Và Thảo cũng có từng review sơ về em này trong những tập vlog trước rồi. Thì ở em này mùi hương Thảo cảm thấy nó rất là đơn giản. Tầng hương đầu tiên là hoa huệ, tầng hương chính của chúng ta là nốt hương hoa nhài, và cuối cùng là hoa sử quân tử. Thì ở nốt hương của em này Thảo cảm giác như là mang một phong cách của mình, nó hơi chững chạc một xíu nè, lịch sự, nhã nhặn, và các bạn có thể sử dụng em này để đi làm nha. Ngoài ra mùi hương nó tươi mát, thoang thoảng, cảm thấy rất là dễ chịu, nữ tính. Thảo biết là có rất là nhiều bạn sử dụng mùi hương này, tuy nhiên về cái cảm nhận cá nhân của mình á, thì Thảo nghĩ là em này nó hơi đứng tuổi một xíu, và Thảo cũng không có gọi là mùi hương này không phải là gu của mình đâu, cho nên là Thảo nghĩ nếu như các bạn thích thì mình cứ xài thôi, chứ cũng không có phải cần thiết là mình phải nghe những người khác nói là mùi hương này đứng tuổi hay như thế nào đó, mình thích là mình xài là được rồi nha. Và mùi hương cuối cùng thì phải gọi là đây là một mùi hương mà Thảo tâm đắc nhất ở trong tập này, thì Thảo sẽ dành thời lượng của cho chai nước hoa này lâu hơn một xíu nha. Và đại diện cuối cùng thì đến từ nhà Chloe, em này có tên là Jasmine Sambac, thuộc dòng Atelier des Fleurs, được ra mắt vào năm 2019. Thì ở chai nước hoa này Thảo phải nói là trước khi sử dụng em này, Thảo có một cái nhìn khác về nốt hương của hoa nhài, là mình hồi nãy Thảo có chia sẻ là nó hơi khó ngửi và nó nồng đúng không. Tuy nhiên khi mà Thảo xịt em Jasmine này, thì đây là một chai nước hoa mà thuộc dòng Atelier des Fleurs, là một chai nước hoa Thảo thích nhất trong tất cả các chai của dòng này luôn. Và khi sử dụng em này chỉ duy nhất một nốt hương, đó là mùi hương của hoa nhài Sambac. Thì đây Thảo xịt lại lần nữa, thích quá. À, quên chia sẻ thì đây là một chai nước hoa, các bạn thấy nó khá là to đúng không? Tuy nhiên là em này mang dung tích là 150ml lận, thì có một size nhỏ hơn mình có thể lựa chọn để mà sử dụng, đó là size 50ml nha. Và khi sử dụng em này á, mùi hương đem lại cho Thảo một cảm giác nó khá là trong trẻo nè, tươi mát, ngoài ra là trẻ trung năng động nữa, chứ nó không có đứng tuổi như là Gucci Bloom, hay là mùi nó hơi khó ngửi như là em Jasmine de Pace nha. Và mùi hương này á, nếu như mà Thảo sử dụng, Thảo có thể sử dụng quanh năm suốt tháng luôn, thậm chí là đi làm, đi học, đi chơi, đi sự kiện cũng rất là thích hợp, bởi vì em này mang cho mình một cái dáng vẻ nó khá là
thanh lịch có nè, sang trọng và hơn hết nữa rất là nhã nhặn nha. Mùi hương không hề dồn dập như là mình nghĩ là mùi hương hoa nhài nó khá là nặng nề rồi nó nồng. Không, em này là hoàn toàn khác so với những gì mà Thảo suy nghĩ trước đó. Thì đây mới gọi là một chai nước hoa mà thay đổi cái suy nghĩ của Thảo về nốt hương hoa nhài. Là mình không thích hoa nhài nhưng mình vẫn có thể sử dụng nước hoa mang mùi hương hoa nhài nha. Và có một điểm nữa Thảo thấy là mình hơi hố một xíu, có nghĩa là khi em này là mang nồng độ Eau de Parfum, nhưng mà khi Thảo sử dụng đó là Thảo có nhớ là Thảo xịt lúc 10 giờ 20 sáng và tầm đến 14 giờ chiều là Thảo cảm thấy mùi hương nó nhẹ quá. Thảo nghĩ là chắc em này không lưu hương được lâu đâu, mà cơ địa của Thảo là không có bám mùi nữa, chắc maximum 4-5 tiếng thôi. Thì sau khi đi làm về là 6 giờ rưỡi và Thảo vô tình ngửi thấy mùi hương ở em này ở trên người Thảo và Thảo cảm thấy là nếu như Thảo không đi tắm thì có thể là mùi hương này có thể bám lên người của Thảo lâu hơn nữa, có nghĩa là phải trên 8 tiếng nha mọi người. Nhìn rất là mỏng manh nhưng mùi hương này lưu hương lâu cực kỳ luôn, thì đó là một điểm cộng mà Thảo cảm thấy là Jasmine Sandbach đã làm cho Thảo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn á. Và khi đây là một mùi hương mà Thảo nghĩ là các bạn nên tìm hiểu và nếu có cơ hội thì mình nên sở hữu để mà sử dụng nha, bởi vì em này đa dụng lắm. Và trước khi kết thúc chiếc vlog này, Thảo muốn tổng hợp lại cho các bạn 3 mùi hương nước hoa đại diện cho 3 kiểu phong cách hoa nhài khác nhau. Đầu tiên là chúng ta có Jasmine de Pays của nhà Paris Montel Carlo, là một mùi hương nó gọi là nước hoa nít cho mọi người, nó hơi khó ngửi một xíu, tuy nhiên là mang một cái cá tính, một phong thái hoàn toàn khác so với những dòng nước hoa designer khác nha, nên là các bạn nên tìm hiểu để mà sử dụng em này. Thứ hai là Gucci Bloom, là một gương mặt rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người, với chị em gái luôn, nhưng mà đối với Thảo thì mùi này nó hơi đứng tuổi một xíu. Và cuối cùng là Jasmine Sandbach của nhà Chloe, là một mùi hương nó rất là trong trẻo, nó khác xa với những gì Thảo tưởng tượng về mùi hương hoa nhài, thì Thảo cũng recommend các bạn để mà sử dụng mùi em này nha. Và đó là những chai nước hoa mà Thảo chia sẻ đến cho các bạn. Và hiện tại 3 chai nước hoa này đã có mặt tại tất cả những chi nhánh của Nam Perfume. Nếu như các bạn muốn, mình vẫn có thể ghé những cửa hàng gần nhất để có thể tìm ra mùi hương cho ngái của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Perfume TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình nhé. Và mình là Trần Thảo, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.